nhìn thấy đấy. Nhìn thử cho nó hơi đắng đắng một tí. Cái này là cứ phải ăn thử là mới biết được. Cảm ơn. 3 cân. Cảm ơn nhà nó. Thank you.
Thank you.
phê đâu. Từ người ta lên sao? Em về ba nghìn đồng đấy. Cái này cho mày long cho mày thử cho mày long mày xào cái đĩa chứ là cái nó là này mà chuyện mà bán suốt mà là mang nó luộc với anh cũng được mà. Nghe cái ngọt nó về ăn thôi. Cái này là mình làm cuốn cũng được. Cái cao chắc nó hơi đắng đắng một tí. Còn cái thấp như này là nó ngọt đấy. Xào ra còn mềm hơn ấy. Mềm mềm hơn mang ngọt đấy. Thì hay cả này. Ba phần này. Một cân thôi. Có bốc. Mấy cái đấy là nó cao. Chị cứ ăn thử đi luôn, em bảo nó chủ đẹp thế nhỉ. Đây con gì đâu đầy lâu rồi. Sướng, ai bắt cầm mà vâng, để em. Đây con dính đầy lâu quá. Tí nó dặn đấy con ạ. Cho thêm một củ nữa, 2 cân à? 2 cân, thêm một củ bé bé nữa chị ạ. Ăn thử cho một lần coi. Ăn thử cho một lần cho biết ngon không ngon. Bóc thử đi con, em đảm bảo ngon. Nó mềm hơn. Chị bán đồ ấy sao? Chị lấy này nhé. Thêm một củ bé bé nữa. Đây là lấy chân đi vào, chân học cầm lên là chân đòi bóc rồi. Bóc lên chị. Bóc luôn nhé. Cái hai chị đợi em một tí nhé. Chị ơi, mua bán cân bao nhiêu? Đi mua hàng. Ăn thử em. Lấy về hồng xương. Hồng như băng đắng đâu ba. Thế còn bán như chiếc tiêu không? Không phải là chiếc tiêu. Không phải là chiếc tiêu. Cái này trong sổ mình mới có nhỉ? Vâng. Cô giáo mấy tuổi rồi? Nó vào trong biến ấy. Tuổi á? À, nó 5 tuổi còn nghỉ à? Cái mặt thuốc rồi đó. Đấy chị ơi. Cất thử cái này cho nè. Vâng. Cái này nó có vị gì đắng hay ngọt đấy? Cái cao thì nó hơi đắng đắng một tí thôi, còn cái thấp như này là ngọt lắm. Cái này xào nhỉ? Vâng, xào. Đóng ra tiếng Anh nó là bao gì? Cắt cái loại chi to trong cái quả ấy, ngồi xíu là quý. Hôm nay mặc quần cộng này nó người thấy cũng không thấy lắm. Mẹ bầu này, cho một cái mặn. Ờ, cái tay nó cũng cây bầu ấy. Ừ, chống cây bầu quá. Cứ phải ăn thử mới biết được. Ăn nữa ra lùng lớp ơi. Mang ấy này ăn không? Thế đâu, bây giờ chung à? Thank you.
Non khoái khoái còn gì. Cái này của mày à? Để trả cho
Em lấy hai củ đi tên mình xào ăn một miếng làm này phải ghe cao tích tổng mau thì cho cả kem mau đấy ba củ đấy thôi à một miếng chín má anh lấy 50.000 à không được một cân đâu lên 5.000 bóc sao đâu mà bóc đâu đây em lấy cái nào giờ này bỏ nghiêng bên nào đây cho luôn. Chỗ có ngay ăn đất. Cái này là phần tiết bao, mấy cái này này cao bằng. Sao lúc anh muốn xay nhiều thì không đi chăn được ngay, chứ không cần ăn đất. Đấy là trong biến. Tiền luôn để nó lấy đi này. Em phải bán à? Không lấy tí nữa làm nào em cũng phải dọn mà. Ai như bà kia ấy bảo lấy rồi lại còn bắt người ta dọn to. Chú vừa lấy đã hết rồi á? Cảm ơn nhé. Đấy, cảm ơn nha là.